Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube của Khôi. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Kênh YouTube của Khôi chuyên về các cái món hàng âm thanh bài, âm thanh cổ, đặc biệt là những cái món hàng độc lạ có giá trị sưu tầm. Thì hôm nay Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mới nhất để phục vụ anh em cho audio. Và trước camera của anh em, đó là một bộ ghép để nghe nhạc vàng, nhạc bolero, đặc biệt ấn tượng là nhạc rề 75, nhạc xưa anh em nhé. Thì hai món này đều đến từ thương hiệu của Mỹ, đó là những cái món hàng mà trụ lực của bên Khôi. Thì con âm ly là dòng âm ly Accountex nha, Accountex. Đây là một dòng ráp tay đỉnh cao của Mỹ. Và bên cạnh đó là một cái cặp loa cũng đến từ Mỹ, nó là AZTEP nha, A102. Thì cái cặp loa này cũng chỉ mới là cặp thứ hai có mặt tại Việt Nam, nên anh em nào mà có ý sưu tầm thì chắc chắn nó sẽ là một cái món hàng rất là thú vị để anh em cùng quan tâm nhé. Rồi thì đầu tiên thì Khôi sẽ quay trước con âm ly cho anh em cùng xem nha. Thì Khôi xin phép là nói một câu nói như thế này, thì đầu tiên là mình giảm volume nè. Thì đây là cái con âm ly cổ, thì như vậy thì gọi là đẹp nhất chưa hả? Thì tí nữa Khôi sẽ tháo cái bọn nó ra sau, còn mình để em nhìn vào cái mặt của nó ha. Đó, cái ngoại hình của nó là như vậy đó, anh em thấy âm ly cổ mà đẹp. Cái bao gỗ này là made in Việt Nam ha, nhưng mà đóng rất là đẹp, gỗ rất tuyệt vời đó. Đó anh em xem ha, rất là đẹp, nói chung là đồ đẹp là không phải bàn ha. Rồi quay luôn cái đít cho anh em cùng xem đây. Khôi đang cắm để test rồi ha. Đó. Đây là dòng ráp tay của Mỹ anh em. Đây công suất mát tới 320W ha, điện 120. Cầu chì. Rồi bên này là loa này. Anh em thấy các cái đồ Mỹ, anh em lưu ý cho Khôi nha. Chữ R hoặc là chữ O hoặc là chữ C nó là chân mát. Còn chữ H là chân đỏ nha. Đó, bên này cũng vậy. Đó. Rất là tuyệt vời. Ok, rồi. Thì tí nữa Khôi sẽ tháo nó ra, thì lúc đó Khôi sẽ nói rõ hơn về cấu tạo cũng như là về phôi ghép nha. Nhưng mà chắc chắn sẽ đánh loa cổ anh em nhé. AR4, AR2 rất hay, rất tuyệt vời. Đó, thì hôm nay Khôi test với cái cặp loa này nè. AZTEP, thích cái hình trụ nè, toàn thân là gỗ luôn ha. Lưới e căng cùng gỗ luôn nè. Gỗ nhưng mà gỗ rất là sắc sảo nha, chứ không phải là gỗ mà đơn giản như sân chui đâu. Tuyệt lắm anh em. Đó. Các cái đường nét hoa văn là kinh khủng khiếp luôn. Nguyên bản mộc không vệ sinh, chưa túc tát ha. Đó. Cặp loa này chỉ có cái mức giá là dưới 20 thôi, bắt 3 tấc anh em nha. Đó. Nó chất âm thì bỏ xa các cái dòng loa Nhật, nhưng mà do cái thương hiệu nó không có nhiều ở Việt Nam để nó làm thương hiệu, nên mấy cái dòng Nhật Sansui Bione nó đã ăn đứt cái máu của người Việt Nam, nên nó chiếm lĩnh thị trường, nên nó đẩy giá rất cao ha. Bây giờ nghe thử nha anh em. Bàn tay anh đang dìu em nước trên cỏ khô, đi trong hoang vắng chiều tây trung. Bờ sông yêu xưa ta ao ước tha mỹ miều, sao anh không thấy về tình yêu? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen. Rồi ok, đó mình demo để cho anh em có một chút cảm nhận cũng như ấn tượng về nó ha. Rồi clip sau thì Khôi sẽ làm tiếp về cặp loa này. Khôi bán món nào thì Khôi làm rất là rõ anh em nha, nên anh em cứ yên tâm mình mua hàng. Còn bây giờ là mình sẽ tháo cái này ra cho anh em xem cái phần ruột gan bên trong. Đây mọi người, đã tháo cái vỏ gỗ ra rồi ha. Thì nó có một cái nắp sắt ở trong nữa. Đây, mới nhìn cứ tưởng đâu là nó hoen, nó dơ những món phải anh em ha. Cái nắp đồng không có xi cái màu màu gì đó. Nôm na nó vậy nha. Rồi bây giờ Khôi tháo cái nắp đó luôn. Đó, ốc Khôi đã tháo sẵn rồi ha. Ốc Khôi tháo sẵn rồi. Nó toàn bộ là ốc Mỹ, ốc dẹp á. Rồi đây là cái ruột gan của nó. Thật sự là đẹp. Chỉ biết nói một từ đẹp anh em. Đó, anh em cùng xem với Khôi ha. Đó, mình thấy cái mặt còn đẹp kinh khủng không? Đưa ra đây rồi thấy đẹp này, để nó sáng hơn. Đó, đây là cái ruột gan của nó này. Thật sự là đẹp, khủng khiếp luôn.
không biết còn nói gì hơn. Quá đẹp, tuyệt đỉnh luôn anh em ha. Rồi anh em cùng nhìn với Khôi này, đó đây cái phần thiết kế của nó nè, dòng rắp tay tủ rất to, tủ mị này nè, tủ Mallory này ha, đó, tủ Mallory. Tủ này được sử dụng rất là nhiều trong các cái dòng âm ly của Fisher, cũng như là một số là Scott nha nè. Còn bên này là các cái bao công suất, toàn bộ là những cái linh kiện chân vàng này nè. Đó, anh em thấy quá đỉnh luôn, quá đỉnh. Đó, đẹp, con này zin đẹp anh em ha, hoạt động tốt. Đó, thì con này đây nó đánh bốn con sổ sắc RCA này nè. Các cái dòng của Mỹ thường thì sẽ RCA hoặc là Motorola. Đó, RCA thì nó là quen thuộc và nó mộc mạc cổ điển ha. Đó, thiết kế rất đơn giản nhưng mà rất khủng luôn. Tủ cỡ này là nó biết nó đánh lực ha, 320W anh em nhé, có lực. Đó, đánh tốt các cái dòng loa 2 tấc 3 tấc luôn. Đánh AR2 là hay hơn Fisher anh em nhé. Đó, Khôi đánh nhiều lần rồi nên Khôi biết được cái chất của nó. À, ok chưa? Đó, thì nói chung là máy móc như thế nào thì mình cũng quay rõ cho anh em là như vậy để anh em yên tâm. À, nó là đúng cái tình trạng, đúng cái thực tế mà mình bán. Ok, nói chung là có vậy thôi. Đẹp. À, tuyệt vời. À, rồi, thì về cái mức giá anh em 15.500. Rất hợp lý, rất rẻ so với các cái dòng Fisher là nó rẻ và nó hiếm hơn, đánh tuyệt vời luôn. À, mức giá này xứng đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài việc chơi thì anh em có thể sưu tầm, tại vì nó rất là đẹp. Đó. Rồi cái này dơ này nè, dơ bụi nha. Này dơ bụi này, mình nhìn nghiêng thì mình thấy ha, còn nhìn thẳng thì nó là phần xước rồi. Đó. Ok. Rồi anh em chuyển khoản thì Khôi sẽ bao ship tận nơi. Còn anh em yêu cầu ship COD thì cọc cho Khôi 30%. Phần còn lại là bưu điện thu hộ thì anh em sẽ trả phần lại còn cho bưu điện, nhưng mà anh em phải tự trả phí ship cũng như là phí dịch vụ anh em nhé. Mình nói rõ ở đây để khi anh em nhận hàng mình không phải thắc mắc, tại vì thu hộ thì bên bưu điện họ sẽ tính phí. Dùng một chiều là mất 12.000, như vậy đó nè. Rồi mấy phần này Khôi nói xong rồi anh em nha. Rồi về phôi ghép thì cũng nói luôn rồi. Còn hôm nay thì Khôi cũng sẽ test với cặp loa Mỹ cổ bát ba tắc nha, để anh em cùng nghe thử cái chất của nó. Thì quay bằng điện thoại anh em đưa lên mạng xã hội thì chắc chắn rồi, nó không thể hiện được hết cái chất. Nhưng mà khi anh em nghe trên clip này mà anh em có một cái chút nào đó ấn tượng về nó thì chắc chắn thực tế nó sẽ hợp tai với anh em. Rồi con âm ly thì 15.500, còn cặp loa thì chỉ có dưới 20 thôi. Khôi sẽ làm một clip tiếp theo để anh em cùng xem rõ rồi trước khi mình chốt hàng. Rồi. Có cây có gió than
ta quen từng viên đá quanh sân trường. Ngày sau nghe khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương. Tây đô sẽ sống lại yêu thương. Sao